Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Trong cái meta hiện tại thì cái bộ Witcher nó rất là mạnh. Phải nói là cái meta Witcher đó đã quay trở lại từ cách đây khoảng 1 tháng rồi. Tuy nhiên là ở trên kênh của tôi vẫn chưa có bất cứ một cái video clip nào làm về cái bộ Witcher cả. Đấy, thế chính vì thế nên hôm nay tôi sẽ chơi cái bộ Witcher anh em nhá. Từ từ có người trong game chào tôi này, để tôi chào lại cái đã. BP 420. Cái bộ Witcher có rất nhiều người cho rằng nó là cái lineup mạnh nhất trong cái thời điểm hiện tại đấy anh em ạ. Chính vì thế là ở trên kênh nó cũng sẽ phải có một cái video clip làm về cái bộ này. Mặc dù là mình không có thích chơi cái bộ lắm, bởi vì là phải tranh bài với mọi người, tranh với người khác. Đấy, nhưng mà nó là bộ meta mà. Đấy là sẽ có một cái video clip về cái bộ mạnh nhất meta, để anh em sẽ thấy là tôi cũng biết chơi cái bộ này. Úi ôi, lên được 2 sao ấy hả? Đang định Eco thì nó lại lên 2 sao. Tôi đã pick sẵn cái con Eco vào rồi đấy chứ. Chơi Witcher này thì tôi thường là tôi sẽ Eco. Eco đánh rất dễ luôn. Nó là cái bộ mà chúng ta tích tiền một chút, sau đó đánh ở level 7 roll, xả tiền kiếm 2 sao. Hoặc là lên 8 cũng được. Nói chung là cái bộ này nó cũng khá là dễ chơi đấy. Dễ chơi và dễ trúng thưởng, bởi vì nó là cái bộ meta mà, nên là nó khá là mạnh, dễ chơi. Nhưng mà không hiểu tại sao mà cái bộ này nó lại bắp lên nhiều như thế. Đấy, đợt này thì hơi vô lý một chút, thấy hơi vô lý. Bởi vì là cái bộ Witcher nó có bán skin gì đâu, không thấy bán skin gì cả. Không hiểu tại sao. Glacier này. Nhìn này có tiềm năng đánh chuỗi thắng không nhỉ? Mặc dù là cũng là ra 2 sao đấy, nhưng mà cái con 2 sao này nó có vẻ nó hơi yếu. Ui giời ơi, gặp cái nhà mạnh thế. Vừa mới round đầu tiên ạ. Mình cũng 2 sao nhưng mà bạn cũng 2 sao, nhưng mà cái bạn có cái con mạnh quá. Cái con 2 sao của tôi thậm chí là nó còn không đấm được pha nào. Cái lượng đam của nó ấy, nó còn bé nhất trong tất cả ba con luôn. Có khi phải eco thật đấy. Thôi cứ để một round nữa. Một round nữa. Round sao. Đây đây, ba goblin vào đây. Như cái này tôi nghĩ là cũng chả có đam để mà kết liễu đối thủ đâu. Đánh kiểu này có khi là vớ vẩn, còn mất nhiều máu hơn. Bỏ bài ra có khi lại mất ít máu hơn. Bây giờ ấy, chỉ có mong là ra con eco sớm rồi tôi bỏ vào, tôi eco thôi anh em ạ. Con God of Light. Ra sớm thì còn có ý nghĩa, chứ ra muộn quá thì cũng chả có cái ý nghĩa gì đâu. Nếu tầm round 10, round 11 thì tôi chịu. Lúc đấy thì tôi bắt đầu tôi cũng bỏ bài vào, tôi đánh dần rồi. Chuyện này có Greater này. Không biết là cái thằng này nó có chơi đến net game không. Nhưng mà Greater thì bộ Witcher nó cũng không sợ lắm đâu. Thoải mái. Greater có khi là vớ vẩn, còn không có mana để mà úp lồng cơ. Chơi cái bộ Witcher giờ nó tương đối là mạnh. Chết rồi, cái này ôm hơi nhiều nhỉ. Vẫn chưa có một cái đồng nào ở mỗi round cả anh em ạ. Chưa có một cái chút tiền, tích tiền chút nào luôn. Nhưng mà mấy cái con này đều là những cái con mà tí nữa chúng ta sẽ mua vào trong cái bộ Witcher. Đấy, lên 2 sao thì đánh luôn thôi, chứ còn cũng chả có chờ đợi gì đâu. Bây giờ mà tôi có 4 Glacier mà ra là con Berserker tôi chơi luôn, không Eco nữa. Đấy, bây giờ ra cầu trời khấn Phật, bây giờ không ra con Eco ấy, cho tôi con Berserker thôi là ok luôn. Chiến luôn anh em nhá. Ra đi, Berserker đỡ phải Eco. Ui, bài bọn này mạnh thế nhờ. Vãi đái. Thề. Hai mèo luôn ạ. Rao 6. Rao 6 hai mèo. Dã man. Hai mèo xong rồi tí nữa cho con hai con tử thần vào nữa chứ. Ra hai con tử thần cho vào nữa thì vào đầu game phát là kill gần chết hết địch rồi. Mỗi con bổ một phát, ba con bổ là chết hết hàng trên.
Ok, thôi bỏ bài ra thôi. Tôi là tôi cũng muốn chiến lắm ấy, nhưng mà nó không cho thì biết làm nào. Thôi dòng đời xô đẩy thôi, bỏ bài ra vậy. Bỏ bài ra phá chuôi anh em ạ. Phá chuôi xong thì lại cho bài vào. Ok. À ui đây rồi, mày chết. Cắt được chuối này, được. Nhưng mà tiền nó hơi nhiều ấy. Tiền nó 20 tiền, tôi mới có là 10 tiền đó. Hai con Glacier 2 sao. Cày nhỉ. Không có một cái con Eco luôn. Đành phải cho bài vào đánh vậy, chứ biết làm thế nào. Bây giờ nói chung là cũng phá được Eco rồi. À còn một thằng nữa. Thằng kia thì chắc là sớm muộn gì cũng bị cái thằng thằng Thái Lan nó phá thôi. Thế là thôi, chắc là cũng không cần phải bỏ bài ra nữa đâu. Thằng Thái Lan nó sẽ phá thằng kia, thế là hết. Vớ vẩn ăn được thằng này không? Tôi nghĩ là khó anh em ạ. Khó, khó, khó. Thôi giết được con nào hay con đấy đó. Giết được một con ạ. Vãi đái. Toàn 2 sao mà đam bé thật đấy. Đam một Glacier này bé thật sự. Thôi nói chung là tôi cứ bỏ bài vào nha anh em nhá. Chả có con Eco luôn, trận này đen thật đấy. Thề. Nhưng mà không sao, bởi vì cái lý do là tại sao tôi vẫn tự tin. Bởi vì là đây là một cái lineup mà rất là mạnh. Đây là một cái lineup mạnh lắm anh em ạ. Nên là mặc dù là có thể là chúng ta thọt tiền hay là chúng ta không được ok lắm ở giai đoạn đấu game thì nên game nó vẫn mạnh cơ. Đấy, giữa game nó mạnh rồi, nó giữ máu được. Nên là cái bộ này nói chung là cũng không quan tâm lắm. Bỏ bài vào đi. Nhận thấy là đối thủ hết siêu đẻ rồi, hết những cái con đẻ tôi bỏ bài vào tôi đánh. Đây này, 4 Glacier rồi này. Đấy. 4 Glacier đánh được rồi đấy. Từ 2 Glacier mà lên đến 4 Glacier là cái tốc đánh của nó tăng lên tới 25%. Nó tăng gấp đôi cái tốc đánh đấy. Lúc đầu là chỉ được cộng 25% thôi, sau đó là nếu mà chúng ta có 4 con là 50%, là gấp đôi luôn. Tăng gấp đôi tốc đánh nên là sức mạnh của nó sẽ khác biệt đấy. Nhưng mà tất nhiên là tôi vẫn sẽ tức tiền anh em nhé. Tôi sẽ không up lên 6 vội đâu. Tầm này thì tôi nghĩ là tôi sẽ phải đợi. Đợi để ra một cái con giống như kiểu là con Fallen hoặc là con con Shadow. Đấy, một trong hai con đấy thì mới gánh được. Nó phải một trong hai con đấy cơ. Chứ còn những cái con khác thì hiện tại ở... À còn con nữa, con Berserker. Đấy, nếu mà ra Berserker nữa thì mới chiến được. Tầm này chưa chiến được đâu. Thôi, cứ để như này vào tiết kiệm máu một chút. Giết được con nào hai con đấy. Mua hào tôi chỉ cần giết được 1-2 con thôi. Giết được 1-2 con nhá, là nếu mà giết được một con 2 sao là tiết kiệm 2 máu mỗi round rồi. 10 round là tiết kiệm được 20 máu rồi đấy anh em ạ. Nên là nó cũng ok thôi. Đối thủ không có đẻ thì thoải mái chơi được. Round này vớ vẩn còn thắng cơ. Thắng cũng được. Giờ không Eco nữa rồi. Thắng được thì tốt, thắng thì có một tiền. Ok. Mà trận này là có rồng mết đấy. Trận này có rồng mết. Nó sẽ là rồng kết hợp với cả hay là Saman. Trận này liệu rằng có Saman không? Trận này có mèo 5 đô thì khả năng cũng sẽ có người chơi Saman. Saman thì hơi ngán một chút dạ, lết game ấy. Rao này có khi là tôi tiết kiệm tiền tiếp anh em ạ. Bán con súng đi để lấy 40 tiền đó. Máu như này nói chung là cũng được,
không đến lỗi mà tụt máu thấp quá. 75 máu đến round 15 mà tôi khoảng 50 máu là được, tôi vẫn thấy ok. Trong cái bộ này 50 máu comeback là vừa. Từ từ đã, tích tiền một chút để lên level 7. Cái vấn đề là lên level 7 có tiền để roll ý, roll ở level 7 ý, để form được cái đội hình ở level 7 cái đã, sau đó tính sao. Ê à, về chuyện này có 2 người Greater ạ. À, thế là chuyện này có tận 2 người chơi Greater cơ à. BP420 vừa chào tôi là cũng chơi Greater này. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Con này cũng chơi được. Khỏe đấy. Round sau là chúng ta up được cấp. Round sau up được cấp lên 6. Từ từ, cứ bình tĩnh, không có gì phải vội. 68 máu. Thế này đi. Con Shadow này thậm chí là còn uy tín hơn một con 2 sao. Uy tín hơn một con ảnh phẫn nộ. Nên là tôi cho vào. Kích hoạt luôn cái bộ Warlock luôn. Cái xoè quật của con này nó khá là mạnh. Kể cả là một sao nó cũng gây được khá nhiều đam đấy anh em ạ. Một sao gây được khá nhiều đam. Anh em BP20 hên gặp tôi rồi mà có vẻ soi tôi rất kỹ để xem tôi chơi gì đúng không? Nhìn là biết ngay là tôi chơi gì mà. Mày quá lại gặp cái thằng Eco. Bây giờ lại muốn gặp mấy thằng Eco cơ. Ờ cho mày còn chuỗi đấy. Cho mày chuỗi đấy. Bây giờ tôi chỉ có cái nguyện vọng là được gặp mấy thằng Eco để đỡ mất máu thôi anh em ạ. Đó. Tạm thời là giữ được máu. Hai con Shadow. Ok. Sau này nói chung là thắng thì bán một con Illicon đi, còn nếu mà thua thì sẽ bán hai con. Sẽ bán luôn một cái con Fortune Teller nữa để chúng ta có 50 tiền. Cái trận đấu này bị phá chuỗi nên là cũng không có nhiều tiền anh em ạ. Tiền nó cũng khá là thọt. Tầm này ra 15 rồi mà mới có level 6 còn chưa đủ 50 tiền đấy. Trong khi là bình thường nếu mà được Eco thì cái tầm này level 7 50 tiền rồi. Đấy, ra sau là còn thừa một chút tiền để roll mấy cái ấy. Hai thằng Greater. Hai thằng Greater vô tư. Bộ này nói chung là không ngán Greater đâu. Thậm chí là còn thích gặp Greater nhá. Berserker. Ok thôi, bỏ con Eco đi thôi. Như này ăn được quá nhá. Level 6. Level 6 ăn nổi quá ấy nhỉ. 4 Glacier. Tôi nghĩ là vẫn ăn được. Ra được Berserker thì khả năng là có đam. Round này mà thọt quái là chúng ta sẽ mất một cái món đồ xanh dương đấy. Sẽ không được chọn đồ xanh dương. Mà cái đồ xanh dương bắt buộc là phải được chọn. Chí ít là nếu mà không lấy cái đồ gì thì cũng random được một phát để loại bớt mấy cái đồ đi, đồ đểu đi. Để sau lấy lại tiếp được những cái đồ mà mình cần. Khi mà mình loại bớt được những cái đồ mà không dùng đi rồi. Nhưng mà nếu mà không được random thì là toang ngay. Nên là cái round 15 này bắt buộc là phải thắng. Bởi vì cái trận này ấy, tôi gặp BP hên rồi. À đây rồi. Có hai món đồ lấy được. Ok. Bởi vì tôi gặp BP hên rồi nên là chắc là tôi sẽ không có xả tiền đâu anh em ạ. Xả tiền bây giờ cũng chả được cái tác dụng gì. Nên là tôi sẽ 50 tiền luôn thôi. Cái bộ này đánh là nó đánh đẩy cấp lên cao lắm anh em ạ. Đánh là cứ đẩy thẳng lên 10 nếu mà full 2 sao. Chứ không Hyper Roll 3 sao làm gì cả. Bộ này là cứ đẩy lên 10 thôi. Đủ bộ 6 Glacier kết hợp với 4 Witcher thôi. Lúc đấy thì nó mới mắc binh được. Còn cái tầm để ở level 8, level 9 thì nó chỉ được 4 Glacier thôi. Cái tốc đánh của nó không được mắc binh. Lúc đấy thì phải thay chúng ta phải kẹp thêm là một cái con
con Shadow vào để có đam. Chính ra con Shadow xòe quạt mạnh phết đấy anh em ạ. Anh em nhìn nó xòe quạt kìa. Cái lượng đam chủ yếu đến từ cái con đấy, chủ yếu đến từ con Shadow. Đây rồi. Ok. Vẫn chưa có wizard để kích hệ. Trận này cũng chúng ta cũng có thể là sẽ chơi không phải là 6 Glacier mà có thể là chỉ chơi 4 Glacier thôi, nhưng mà chúng ta kết hợp với Warlock cũng được anh em ạ. Trận này Warlock có Dark Spirit này, có Battleman cũng rất là mạnh. Đấy. Nói chung là chơi cái gì thì nó phụ thuộc vào đối thủ chơi gì. Nếu mà đối thủ chơi Gladiator mà có nhiều đồ úp lồng thì tôi nghĩ là tôi sẽ chơi Warlock ngon hơn. Bởi vì vào game chỉ cần thả được cái bãi mà có mấy cái con đệ của Battleman thôi là ngon rồi. Đấy, còn úp lồng hay không thì không quan trọng lắm. Khi nào mà hết lồng thì tỉnh dậy đấm tiếp, hồi máu lên thì cũng được. Trong trường hợp mà kiểu cái bộ Gladiator mà nó ít cái đồ tăng mana ấy, không sử dụng con dơ so thì có thể chúng ta sẽ chơi 6 Glacier dồn đam nhanh trước khi là nó có thể úp được cái lồng. Rồi, tạm thời là đánh ở level 8. Đủ bộ cái đã. Đủ bộ cái đã cho mạnh đã. Thế là chính ra nhá, trận này tôi form được ở level 8 và round 18 ấy, máu lượng máu của tôi nó vẫn còn nhiều. Còn tận 62 máu cơ anh em ạ. Khá nhiều ấy. Không đến nỗi quá yếu. Rồi. Để cái lượng máu như này là vừa. Để máu thấp quá, có nhiều những cái round chúng ta sẽ bị tai nạn ấy. Và nó sẽ bị lọt. Nếu mà để thấp máu quá, sợ là nếu mà có những cái round lọt nó sẽ khiến cho chúng ta mất bay màu luôn. Chúng ta sẽ không thể có thể kéo đến lết đâu. Nhiều những cái đội hình nó sẽ counter vào cái đội hình này, nên là cái lượng máu nó cũng phải vừa đủ để có thể chịu được mấy lần bị lọt. Như kiểu 62 máu này thì tôi nghĩ là cũng phải chịu được 5 lần lọt. Bộ này nó cũng sẽ giữ máu được khá khá đấy, chứ nó cũng không bị để lọt nhiều lắm. Gặp sợ nhất thì chắc là gặp Shaman. Trận này chưa thấy ai chơi Shaman. Còn lại những cái đối thủ khá là yếu. Warrior này thì vô tư rồi anh em. Ăn được rồi. Warrior kẹp cá vào thì cũng vẫn ăn được thôi. Đánh hoàn toàn là xuyên giáp. Đấm Warrior rất đau. Ok. Như tôi đã nói vừa nãy là tôi ở cái đội hình này tôi sẽ đẩy cấp là nhiều anh em ạ. Đấy, mặc dù là Fallen Witcher là chưa lên được 2 sao nhưng mà tôi cũng sẽ không có run cái con Fallen Witcher đâu. Mà tôi sẽ đẩy cấp lên level 9 thì tôi lấy 4 Glacier cái đã. Chơi co thì đã có cái con Shadow rồi, nó làm co được rồi. Tầm này Shadow làm co vẫn là gánh luôn. Cái lượng đam gây ra là rất lớn. Cứ dồn toàn bộ đồ cho Shadow nó sẽ gánh được thôi. Tầm này thì cứ tận dụng con Shadow để mà giữ máu với cả giữ tiền anh em ạ. Tích tiền lên được 9. Chơi cái bộ này chí ít là phải lên được 9. Đấy. Lên 10 thì quá tốt rồi. Lên 10 thì nó sẽ đủ bộ. Còn lên 9 là cũng được. Đánh lúc đấy cái tầm sau round 20 đến tận round 30, 31, 32, 33, 34, 35 đều rất là ok. Gương ạ. Gương không uy tín lắm nhỉ. Chơi tạm thì được. Cái gương này nó sẽ giúp cho con Shadow tung trưởng nhanh hơn thôi. Mà cái tầm này tôi chưa muốn đổi đồ tím lắm. Từ từ đã. Chắc là tôi sẽ đợi thêm. Bây giờ đồ tím thì vứt hơi nhiều đồ.
vứt cái gương đi, tôi không nỡ vứt cái gương đâu. Cái gương hiện tại nó đang khá là gánh đấy. Trong cái tầm này. Rồi rồi, lên 9 anh em ạ. Ui, tôi chết rồi, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp. Phải round sau à. Lỗ một chút tiền ấn. Tôi định up cấp nhưng không kịp anh em ạ, có mấy giây thôi, không kịp ấn thôi. Đấy, anh em thấy, ui mẹ ơi, con Shadow gây được 8k đam sau một cái lần xòe quạt ạ. Và tôi đã có chuỗi luôn. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Cái gương là có cái tác dụng đây này. Bây giờ là mới phát huy cái tác dụng của nó đây này. Như này. Dồn đồ cho Berserker anh em nhá. Đây, những cái món đồ này là phải cho con Berserker nó gánh. Đấy, con Shadow là gánh từ nãy giờ rồi. Bây giờ là Berserker gánh tiếp. Và trận này tôi không thèm là chơi Fallen Witcher luôn. Trận này tôi dí thẳng lên 10 luôn anh em ạ. Tất cả những cái món đồ này tôi đều có chủ đích lấy từ đầu rồi. Anh em thấy là kể cả là cái máu Echo bây giờ là đã đưa cho cái Bad Omen rồi đấy. Tức là cái đội hình này của tôi nó đã tương đối mạnh rồi. Với những cái món đồ nó phù hợp với những cái con co nó đang cầm. Nên là nó đã đủ mạnh rồi. Không cần thiết là phải roll Fallen Witcher lên 2 sao đâu anh em ạ. 1 sao cũng chơi được mà. Chơi bằng con khác. Đấy anh em thấy không? Phải chưa? Berserker gánh này gây được 8k đam này, 10k đam luôn này, ít đâu. Thấy không? Đó gọi là thông thạo đấy anh em ạ. Thông thạo đấy là tận dụng tài nguyên nó triệt để luôn. Không có cái gì là bỏ qua được, bỏ phí. Tất cả những cái con tướng mà được cho ấy, tài nguyên được cho đều có thể tận dụng được hết. Bây giờ tôi dí thẳng lên 10 luôn không? Dí thẳng lên 10 là 4 Glacier kết hợp với 4 Warlock đấy anh em. Không cần 6 Warlock luôn. Trận này ra Bad Omen rồi anh em ạ. Đã ra Bad Omen là tôi sẽ chơi là 4 Warlock kết hợp với cả 4 Glacier. Không cần 6 Glacier anh em nhé. Không cần có 6 Glacier luôn. Tí nữa nếu mà có sách xiểm RO các thứ thì quá tuyệt vời anh em ạ. Mà riêng cái quả RO nhá, là tôi hứa với anh em là tôi không có cho con Fallen đâu. RO của tôi là phải cho con Bad Omen cầm máu Echo với cả sách cơ anh em ạ. Tí nữa chơi kiểu đúng kiểu chơi Witcher bắn trưởng ấy nhỉ. Lâu lắm rồi chưa chơi ấy. Chơi kiểu Witcher bắn trưởng cơ chứ không chơi Witcher dồn đồ cho Fallen. Đấy. Round 26 là chúng ta có thể lên được rồi. Cứ đợi một chút. Bây giờ là đã round 24 rồi đây này. Và đang là rất là ok đấy. Đang rất là ok luôn. Hai cái Blink quá tuyệt vời. Cái Blink này sẽ giúp cho con Bad Omen của tôi nó tung trưởng sớm. Thực sự là từ cái lúc mà tôi bắt đầu có ý định là bỏ cái Echo ấy, thì bây giờ tôi vẫn 62 máu anh em ạ. Trong khi đấy các đối thủ đã bắt đầu tụt dần máu rồi. Nhất là cái thằng Thái Lan. Thằng Thái Lan Echo xong rồi phá chuỗi này, xong rồi lại Echo tiếp. Đấy, bây giờ nó là cái thằng sắp chết rồi. Và tôi dự là round sau là nó chết rồi. Chắc chắn là đứt luôn. Trời ơi, level 9 nó ôm 50 tiền. Thế thì cứ đi chắc rồi còn gì nữa. Như tầm này là phải lên 10 luôn nhỉ. 50 tiền dí thẳng lên 10. Không phải roll gì luôn. Ok. À, có sống sót nổi không? Gặp Greater tôi nghĩ là đứt. Phải 6 đỏ mới ra mới sống nổi. Đấy anh em thấy chưa? Tôi nói chỉ có chuẩn trở lên. Trời ơi, chơi đỏ mà không chơi 6 đỏ thì làm sao mà đỡ được. Chưa đủ 6 đỏ mới có 4 đỏ thôi. Đánh ở level 9 thì dí mẹ lên 10 luôn. Kẹp vào 6 đỏ vào phải ngon không? Còn nếu mà chơi ở level 9 thì nó sẽ 4 Shaman kết hợp với 4 đỏ chứ. 4 Shaman 4 đỏ kết hợp với cả God, kết hợp với người nước thì nó mới giữ máu được. Đúng là không biết chơi cái bộ đấy thật sự. Chơi không đủ độ thông thạo là nó sẽ là như thế. Chứ còn nếu mà chơi quen tay rồi là biết những cái điểm mà chúng ta form được bài ấy. Những cái đội hình mà form chuẩn ở từng round một sẽ là nó form như thế nào ở từng round một, từng giai đoạn một để mà giữ máu được hay là mạnh để đánh chuỗi thắng thì rõ ràng là không bao giờ có thể để cái trường hợp vừa rồi nó xảy ra được. Hay đánh 5 đỏ. 5 đỏ kết hợp với cả 4 gót đánh ở level 9. Trời. Không thể tin được luôn. Trận này lắm Greater khả năng không lấy cấm đánh.
anh em ạ. Trận này bình thường lấy cấm đánh, nhưng mà trận này khả năng không lấy. Trận này lấy cái dìu pha lê đi. Lý do là phải solo với cả Greater late game, mà nếu mà lấy cái cấm đánh thì nó thực sự nó rất là lãng phí. Đấy. Thay vì đấy là chúng ta lấy cái khác. Cấm đánh nó có cái tác dụng gì đâu. Mấy cái thằng kia tôi sợ là gặp Greater thì cũng bay vào hết thôi. Đấy, mết thì là chắc chắn là chúng ta sẽ không có lấy cái cấm đánh để chơi với mết rồi. Mà vẫn còn một cái nhà mết. Liệu rằng tôi có thể giữ cái chuỗi này đến bao lâu nữa? Ai sẽ là cái người cắt chuỗi này của tôi? Lên được 10 rồi. Khi mà chúng ta lên được 10 là chúng ta đã có 4 Glacier kết hợp với cả 4 Glock. Khá là khỏe. Đam bây giờ hiện tại là vẫn là con Berserker gây đam. Thật sự cái con Berserker nó vẩy nó vẩy cái rìu của nó một phát nó 2k đam. Căng thật. Ui rồi ui, Bad Omen ơi. Con này có cái đồ ô thì chắc chắn là phải cho con này rồi anh em ạ. Như đã hứa anh em nhá. Đồ tím nó sẽ phải là cái đồ cho Bad Omen. Sách, tôi sẽ roll sách là tôi sẽ roll giờ ô. Đấy, tôi không thèm roll mấy cái đồ cho Fallen luôn. Nếu mà lấy đồ Fallen nó sẽ phải là cái gì? Nó phải là gợi như ý này, nó sẽ phải là giáp trừ tà này. Nó sẽ phải là bình minh. Đấy, nó sẽ phải là cũng là RO nhưng mà RO cho Fallen Witcher. Nhưng mà không. Bây giờ đang hướng tới mấy con bắn trưởng nhiều hơn, đánh cho nó đã anh em ạ, nhìn cho nó sướng. Tức là cái bộ này nó chơi được hai kiểu. Một kiểu là dồn đam tay cho Fallen, một kiểu là kiểu bắn trưởng như thế này. Cũng hay. Chuối cộng 9 rồi đấy anh em ạ. Chỉ còn một round nữa thôi là chúng ta sẽ có chuỗi vàng. Khỏe thật sự. Đúng là cái layup này là layup mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi đấy anh em. Khỏe lắm luôn ấy. Beat à. Xòe quạt một phát bay mẹ hết toàn bộ đội hình. Trời ơi. Con Shadow 8k đam ạ. Xòe quạt một phát 8k đam luôn. Thật sự là như thế luôn. Không có một cái đồ gì luôn. Shadow cởi chuồng. Xòe quạt 8k đam. Không thể tin nổi. Mạnh đấy. Chưa tính đến là cái con Bad Omen nó chưa thả cái quả nào xuống thì đội hình địch nó đã bay hết rồi. Chưa tính đến con Berserker dùng gương xong rồi là lia dìu liên tục. Chưa tính những cái con đấy luôn. Mới chỉ tính một con xòe quạt thôi mà nó đã mạnh đến như thế rồi. Trận này hai ông Greater đang top 2 và top 3 luôn. Càng phết. Greater meta mới này có vẻ được ưa chuộng phết nhỉ. Không biết là có lý do gì không. Vừa mới update cách đây có ngày hôm qua hay sao nhỉ. Hay là hôm kia gì đấy thôi. Rồi. Vô tư. Đẩy gần chết. Căng thật sự. Đẩy nhiều luôn ấy. Bây giờ level 15-10 tiền. Chơi kiểu gì cũng lên là con Fallen 2 sao anh em ạ. 2 sao chắc chắn rồi. Còn 3 sao thì còn tùy thuộc vào nhân phẩm. Up lên 10 này thì roll một cái con 3 tiền nó cũng khá là khó. Trên này chính ra mấy con Witcher toàn 1 sao nhá. Cả con Tabu Witcher cũng 1 sao luôn. Cũng chưa thấy ra là cái con thứ 3. Mới ra có 2 con thôi. Ảo ảnh cũng thế, ra rất ít. Không ra nhiều đâu. Để mà có thể nuôi rùa lên được 3 sao. Xong rồi là dùng cái khả năng hóa hình của con Fallen Witcher hóa con 3 sao đấy thành con Fallen. Thì trận này có vẻ nó không được ý muốn. Nó không được như thế. Nó không đúng ý muốn tôi đấy. Nó lại thành một cái kiểu khác. Nên chúng ta dồn đồ cho Berserker với cả cái con Shadow để nó gánh cơ. Nhưng mà chơi kiểu này anh em thấy thế nào? Nó cũng ok đúng không? Tôi thấy cũng ok phết đấy. Anh em nhìn này, Greater đó. Greater mà không có mana thì không thể nào mà có thể là úp lồng ở đâu. Đấy, vào phát là xòe quạt, phát là chết hết rồi. Xòe quạt với Berserker phi diều phát là đối thủ cũng chưa vẫn tăng, chưa tăng đầy mana lên để mà úp lồng. Đấy. Dồn đam cực mạnh.
Chính ra chơi kiểu này dồn đam nó còn mạnh hơn là con Fallen Witcher cầm đồ xong Blink vào đấm đấm mấy cái. Như thế có khi nó còn lâu hơn ấy. Thà cứ để như này dồn đam cực mạnh luôn. Berserker chỉ cần hên hên phi được một lần dìu thôi là được rồi. Cái con Berserker là phi được một lần dìu kết hợp với một con Shadow xòe quạt là đối thủ gần như là mấy con ít máu nó bay màu. Rồi, bây giờ tôi có quyền 50 tiền luôn. Chuối thắng cộng 12 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại anh em ạ. Ai sẽ là người cắt chuối này của tôi rồi đây. Trông có vẻ vô cùng gian lan khó khăn mới cho đối thủ. Rồi, luôn tiếp rồi. Fallen Witcher lên 2 sao xem nào. Trận này tôi vẫn cứ để mấy cái con Glacier lại nhá anh em nhá. Biết đâu tí nữa chúng ta lại sẽ lại phải chuyển. Ok. Chúa quỷ này. Thôi bỏ Medusa đi. Vẫn phải roll. Ây da, Fallen Witcher không lên nổi à? À đây rồi. Rồi. Cuối cùng thì nó cũng lên được 2 sao anh em ạ. Mất quá nhiều thời gian luôn. Ok. Sơn đồ cho Fallen á. Úi dồi ôi, nó ra cả sách cả RO ạ. Nhưng mà thôi, lấy cái RO trước như đã hứa anh em nhá. Cho Bad Omen RO đi. Rồi ok. Mạnh lắm rồi anh em ạ. Bad Omen RO bây giờ ra quyển sách nữa thì chắc chắn là vô địch. Úi dồi chú quỷ 2 sao này. Chú quỷ 2 sao nhưng mà lọt từng này. Dã man. Mẹ ơi, 9 warrior chú quỷ 2 sao bị đấm như con luôn. Ok. Rồi, khá nhiều đồ rơi sang ấy. Bây giờ chắc là rùa rèn đồ cam thôi nhỉ. Chắc là bây giờ tôi rèn cái đồ cam. Xem đồ cam thôi, chả lấy đồ tím làm gì cả. Lấy đồ cam đi. Ok. Úi dồi ôi. Quá ngon. Bây giờ là khiên thiên thể hay giáp xương này. Giáp xương ngon hơn đấy. Đánh với Greater late game chơi giáp xương ngon hơn. Cái giáp xương này nó sẽ bảo kê cho những cái sát thương vật lý ở con mấy cái con Dominator. Mấy con Gladiator nó gây sát thương vật lý khá nhiều. Cần cái giáp xương này để bảo kê anh em ạ. Còn mấy cái thằng Insectoid này thì không tính tiền nha anh em nhá. Insectoid cái meta nó qua lâu lắm rồi. Cái meta này chơi Insectoid xuống hố anh em ạ. Không có mana mà tăng lên đâu. Kira thì nó lại không phù hợp nữa. Bây giờ chơi Insect nó đâu có kết hợp được với Kira đâu. Mà tôi không hiểu sao cái bộ Kira nó bá nhưng mà nó lại không cho kết hợp với Insect. Nhiều khi thật sự không hiểu rồi. Cái nhà phát hành nó đang nghĩ cái gì. Thôi rồi, chắc là đổi thêm một cái đồ cam nữa anh em ạ. Mà tôi tính sẽ là 2 thì chắc là vứt cái bố set đi nhỉ. Cái tầm này chắc là... thôi chả cần bố set nữa. Rèn đồ cam. Ê, ui rồi ơi. Thay một cái bố set xanh lá bằng một cái bố set cam luôn. Quá ok. Vớ vẩn chuối cộng 14, 15, 16, 17, 20 luôn ấy. Hết game là không mất chuối nữa rồi. Nó quá mạnh rồi anh em ạ. Cái dồn đam ở đây nó đến từ Bad Omen với nó đến từ con Shadow. Thật sự quá mạnh luôn. Greater này. Ấy, dồn đam một phát. Xòe quạt một phát thôi là đã bay màu hết rồi. Đẩy là full bàn luôn đây này. Full bàn luôn. Trời ơi, còn đẻ thêm ra nữa. 22 máu. Trong khi đấy nhà bên kia BP420 cũng bị đẩy cho chỉ còn có 5 màu thôi. Vậy là round này chắc là round cuối rồi nhỉ. 34 round hết game. Tôi nghĩ là tôi sẽ không để đến cái round 35 đâu. Không. Kết thúc ở round này thôi. À úi giời, thả team luôn cho tôi này. BP420 này chắc fan ở trên kênh rất là yêu quý luôn. Thả team luôn cho tôi luôn. Xong rồi đây anh em ạ.
Bộ này của tôi dồn đam nhanh lắm, không cần phải phụ thuộc vào những cái cú đấm của con Fulon đâu. Chỉ cần là thả được cái quả nhâm thạch xuống thôi, xòe được một phát quạt thôi là xong. Cái úp lồng kia tôi nghĩ là nó sẽ chậm hơn, nó sẽ không thể nhanh bằng được. Tốc độ tung trưởng là rất nhanh. Ui, chưa kịp xòe rồi. Sao đâu chưa kịp xòe quạt, nhưng mà ồ, chưa, bây giờ mới xòe. Ui ôi mẹ ơi, dồn đam nhanh lắm. Thôi, trò chơi kết thúc rồi anh em ạ. Thực sự rất mạnh luôn. Cái bộ này nó đang lỗi anh em ạ. Bộ mạnh nhất beta đấy, tôi cũng công nhận. Đây chắc là cái bộ mạnh nhất beta. Witcher nó tương đối là nó bị lỗi. Chắc là sẽ phải, sắp tới sẽ phải có một cái update nữa. Bởi vì cái update gần đây là nó vẫn chưa có đả động gì đến cái bộ Witcher cả. Chưa có bất cứ một cái thay đổi gì để giảm cái sức mạnh của bộ này. Nên là bây giờ nó vẫn đang rất bá anh em nhé. Giờ anh em thấy hay hãy để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lựa con thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi dồn toàn bộ đồ cho con gấu Assassin kết hợp với 9 Assassin. Bộ Assassin tối thượng kết hợp Kira là mạnh đến cỡ như nào anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi chơi cái con ốc bất tử nó kết hợp với bộ Goblin. Anh em cứ tin tôi, hay lắm anh em ạ. Anh em xem đi nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.